Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại quý vị và phần 4, phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi tiện lần lượt trả lời những câu hỏi quý vị gửi vào qua cái lstv@gmail.com. Thì thưa bác sĩ Phúc, có một câu hỏi là họ nói là chích mũi thứ 3 đó, có nhiều người sợ là cái phản ứng phụ của cái COVID vaccine nó sẽ tăng hơn. Theo kinh nghiệm bác sĩ Phúc, có những người mà đi chích mũi thứ 3 thì bác sĩ Phúc có kinh nghiệm về có bị nhiều hơn không, phản ứng phụ nhiều hơn không? Nó cũng có, nhưng mà nó tương đương giống như là mũi thứ 2 thì phải, không có nói bị thế nặng hơn. Vâng, nó cũng hơi uể oải, hơi khó chịu một tí thôi. Thì cá nhân tôi thì tôi nói chuyện với một số bệnh nhân của tôi, họ được chích mũi thứ 3. Dạ vâng. Mà đa số những người đó họ chích 8 tháng rồi đó nha. Dạ vâng. Thì họ nói là yes, nó hơi có phản ứng phụ nhiều hơn mũi thứ 2 một chút xíu hay mũi thứ 1 chút xíu. Nó chỉ đau nhưng mà thường thường nó chỉ kéo dài chừng 2 ngày thôi. Vâng. 2 ngày là nó tự nhiên nó hết à. Vâng. Thường thường là những cái phản ứng phụ là thường thường đau ngay chỗ chích phải không? Rồi có thể nó đau ở cái nách như bác sĩ Phúc nói, và đôi khi người ta nói có thể nó có nổi hạch ở trong cái nách của mình thì có thể xảy ra. Thế nhưng mà thường thường nó không kéo dài, nó chỉ chừng 1-2 ngày nó hết à. Vâng. Mà nó cũng tùy người nữa, có nhiều người cái phản ứng cái kháng thể họ khỏe. Họ chích có nhiều người, rất là nhiều người bệnh nhân họ chích mũi thứ hai COVID về họ đấy, tôi không cảm thấy gì hết. Giống như là họ không chích về, nhưng mà trong khi có một số chẳng hạn cá nhân tôi chích mũi thứ hai về nó nằm vật trong khoảng 1-2 ngày luôn. So nó tùy người nữa. Theo biết những người nào mà yếu nhiều thì họ lại ít than phiền cái vấn đề nó phản ứng nhiều, tôi không biết là tại vì kháng thể họ nó yếu hay không. Và đồng thời bây giờ một câu hỏi tiếp tục nữa đó, là hồi nãy có người hỏi rồi, thế nhưng mà tại vì nó mình kéo dài chút xíu, là họ hỏi là bây giờ các bác sĩ văn phòng đều khuyên họ chích ngừa cảm cúm. Thì câu hỏi hồi nãy đó là câu mũi thứ đầu, sau khi mũi thứ hai rồi đó, bây giờ chích mũi thứ ba, họ đã 8 tháng rồi, họ chích COVID mũi thứ hai đó hồi tháng Giêng. Bây giờ đã tháng 9 rồi, thì đúng cái ngày họ chích COVID mũi thứ 3, booster. Thì họ hỏi là cái mũi thứ 3 booster đó với cái flu vaccine đó phải cách nhau bao nhiêu lâu? Well, nếu mà nó chỉ cẩn thận đó, họ cách nhau ít nhất 2 tuần. Tối thiểu 2 tuần. Tại vì có cái phản ứng nó khác nhau hết. Again, nhưng mà mình khi cho 2 tuần thì cái thời gian đó nó cách xa để mà hai thứ chẳng hạn. Nếu mà lỡ hai chích, có nhiều người chích hai mũi gần sát nhau quá hay cùng một lúc, nhiều khi nó phải nó vật. Một mũi có thể nó hành rồi mà cộng mũi thứ hai nó hành vô cũng khó lắm. Thành ra cái quan trọng, cái an toàn nhất là tôi cho nói ít, tôi khuyên là khoảng ít nhất là 2 tuần. Trên đường dây tôi mong khán giả xin biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Hello. Dạ, bà cứ nói đi. Hello. Chào bà cứ nói đi bà. Bà cứ hỏi đi. À, xin hỏi bác sĩ có một đứa trai mới nhiễm COVID. Nó chích Pfizer 2 mũi rồi. Mà bây giờ nó mới nhiễm 2-3 ngày à. Từ hồi thứ 6 tới giờ. Bây giờ trước tiên con trai của bà bao nhiêu tuổi bà? Có chừng 50 rồi, nó đi làm mà. Ok. Ở trong nhà trường học á. Ok. Rồi bà chích mũi thứ hai lâu bao nhiêu lâu rồi bà? Nó chích cũng mấy tháng rồi, nó phải thở. Ok. Rồi bà nói là nhiễm là sao? Tháng 4 đó giờ. Rồi bây giờ bà nói là bây giờ bị nhiễm là bị sao? Bị nóng sốt hay là bị COVID trở lại? Có thử chưa? Thử COVID lại chưa? Nó mới đi thử hôm qua chủ nhật. Okay. Nó đi thử cái có kết quả nói dương tính rồi. Ok, theo tôi hiểu đó thì cái số mà cái người mà chích được hai mũi rồi vẫn có thể bị nhiễm COVID. Bác sĩ Phúc. Vâng, tại vì cái thứ như Pfizer và Moderna đó thì nó chỉ guarantee là khoảng cỡ 94 hay 95% gì đó. So họ vẫn có thể 5%, tức là nó không cover được cái vấn đề đó, thì nghĩa là không có thuốc chích ngừa nào mà gọi là 100%. Chỉ có một cái thứ tôi biết mới giờ như Shingrix, bác sĩ Toàn, người dài leo á, thì cái loại mới bây giờ đấy thì nó nói là chẳng hạn mấy người mà dưới 75 tuổi á, thì nó có thể nó cover được 97%.
khi mà trên tuổi cao hơn thì cái kháng thể nó yếu thì nó cover được khoảng cái 90% chẳng hạn. So không có ít chưa biết thuốc nào mà nó guarantee là 100% bây giờ hết. So thành ra cái vấn đề mà nó gọi là COVID breakthrough chẳng hạn, mặc dù chích Pfizer hoặc là Moderna nhưng mà khi đọc lại những cái tài liệu thì nó chỉ cover tới khoảng cái 94, cao lắm 95%. So có thể ông bị cái vấn đề mà người hiếm nó bị gọi là breakthrough như vậy thôi. Nhưng mà thường thường đã chích rồi đó, mà lỡ mà bị đó breakthrough đó thì cái triệu chứng cái icon của bà triệu chứng đâu có gì nặng nề đó phải không? Nó nói ông mắt đó. Nhưng mà có bị ho, bị ê ẩm, vâng, bị giống như bị cúm nằm vặt không? Nóng lạnh. Vâng. Có thở, khó thở không bà? Không có khó thở. Rất là tốt rồi. Nó đang ở nhà. Yeah. Đó là lý do tại sao mình chích ngừa, tại vì mình không dám guarantee là 100%. Nhưng mà nếu mà mình bị thì cái triệu chứng nó không có nặng nề mà không phải nhập viện, không có thấy cái giai đoạn gọi là hiểm nghèo. Đó, yeah, quan trọng là chích ngừa cái đó. Tại vì hiện bây giờ những cái nhà thương á, cái số bệnh nhân từ từ nó lên tí. Lên đó là đa số là những người không chích thôi. Yeah. 99% hoặc cao hơn nữa những người mà phải vô nhà thương, phải nằm máy thở là những người không chích COVID-19, không đủ 2 mũi. Vâng. Trả lời tiếp theo lời bác sĩ Phúc đó thì tôi đồng ý hoàn toàn là bà nhớ là khi mình chích ngừa cảm cúm đó thì 60% protection không thôi, chứ không được 9%. Có 1 năm nó phải dưới 50%. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình vẫn bị cảm cúm lại. Vâng. Như là 100 người chích cảm cúm ấy, thì có thể là 60 người không bị mà 40 người vẫn có thể bị cảm cúm. Mà cảm cúm không nặng thôi. À. Đúng. Còn cái COVID này mà nó protect được 90% là quá tốt rồi. Là tại vì mình chích 2 mũi rồi mình vẫn có thể bị nhiễm COVID trở lại. Nhưng mà nó không có bắt buộc mình phải đến độ mà khó thở, phải vô nhà thương nằm máy thở. Thì cái đó đó đối với tôi tốt. Cái đó là không sao cả. Nếu con bà thì cũng nhiều cách ly thôi. Dạ, vâng. Tại vì con bà có thể lây bệnh cho người khác. Những người sợ là con bà sẽ lây cho người bệnh chưa được chích COVID. Là cái đó là nguy hiểm. Vâng. Thì mấy người đó có thể vô nhà thương nằm máy thở. Vâng. Thành ra con bà phải cách ly là như vậy. Thành ra đối với tôi thì cái quan trọng là tôi nghĩ là ngay cá nhân tôi cũng vậy, và tất cả tôi khuyên tất cả mọi người dù rằng có chích 2 mũi rồi đó, even booster nữa cũng nên mang mask khi mình tiếp xúc ra, khi đám đông mình tiếp xúc với những người xung quanh, tại mình đâu có biết người xung quanh là người nào chưa có chích đâu. Vâng. Mà cái nguy cơ cũng chẳng thầy muốn hỏi bác sĩ là bây giờ mình uống thuốc thì gì làm sao? Để, nhưng bà nói là con bà phải uống thuốc gì, phải bà muốn nói là chữa con bà là phải không? Dạ, bây giờ nó bị nhiễm rồi, bây giờ phải uống gì thì làm cái gì làm sao, rồi có nên đi chích một cái mũi bổ sung không? Cái quan trọng đó là cách ly ha. Rồi nếu mà nói về chữa trị á, mà không có vấn đề bị khó thở hay là nó ảnh hưởng đến khí quản á, thì cứ coi chữa như là bệnh cảm cúm thường thôi. Uống thuốc như là cảm cúm thường, liên lạc với bác sĩ gia đình nói chuyện, mà cũng không có nên đi gặp bác sĩ về gì. Tại vì những người bị như vậy mà cứ họ đến những phòng mạch để khám, nhiều khi nó cũng không có tốt cho những bệnh nhân khác xung quanh. Thành ra có thể trên phone như bệnh nhân của tôi khi bị cảm cúm, tôi khuyến khích họ gọi vô để tôi tham khảo trên phone cũng được. Tại vì như trường hợp như là con của bà nó lỡ mà bị COVID positive chẳng hạn, thì tôi cũng không có muốn những người đó đến phòng mạch tôi để mà ngồi cạnh những bệnh nhân khác. Bình nhất là bệnh nhân chưa có chích. Vâng. Nhưng mà nếu mà không có vấn đề bị ảnh hưởng đến đường khí quản, không có gì hết, thì cái đó là cứ ở nhà mà giữ gìn sức khỏe. Tôi đồng ý bác sĩ Phúc, cái chuyện đầu tiên con bà phải cách ly. Cách ly không những với người chùa, người even người thân nữa, phải cách ly với người thân của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng là uống thuốc gì? Không. Nó chỉ uống thuốc Tylenol không ạ? À? Nếu mà nóng sốt uống Tylenol, sổ mũi thuốc sổ, có thuốc sổ mũi. Mà thế không thì đơn giản thôi, đau cổ họng có thuốc đau cổ họng. Chỉ có tới ngày hôm nay chỉ làm vậy thôi chứ không có thuốc gì khác hết á. Bây giờ như bác sĩ Phúc nói đó, con bà nên gọi bác sĩ gia đình. Nếu mà nóng thì cho uống Tylenol, sổ mũi cho thuốc bớt sổ mũi, ho cho uống thuốc ho. Để đại khái chữa những cái triệu chứng thôi. Chứ còn cái chuyện COVID từ từ nó sẽ đi qua. Tại vì đã có chích ngừa rồi thì đã chích được 2 mũi rồi thì nhiều lắm là 1 tuần, tới 2 tuần là nó sẽ hết. Dạ vâng. Thì cái chủ đích chích là gì? Để một là không có bị dính COVID. Nhưng mà nếu mà bị dính... No. Cái đó nên nói chuyện với bác sĩ tham khảo gia đình. Tại vì chẳng hạn nếu bác sĩ gia đình xác định xem là có nghi ngờ là có bị biến đổi thành như vi trùng thì bác sĩ gia đình sẽ phát cho thuốc trụ sinh. Chứ trụ sinh nó không có hiệu lực gì với siêu vi khuẩn hết. COVID hay là co-virus hay là flu virus, trụ sinh nó không có hiệu lực nhá.
Thường thường thì nếu mà flu thì thường thường mình nghĩ thì mình cho như cái ruột flu ra hay là cho cái Tamiflu, nhưng mà cái đó phải gặp bác sĩ gia đình mới được, phải cần toa mới được. Cảm ơn bà nha. Tôi tóm lại con bà xin hỏi thêm một câu nữa, ví dụ nó như vậy, nó có được đi chích thuốc và nó chích thêm một cái thuốc booster không? No, theo tôi thì bây giờ nó đang khỏe đi, khỏe đi xong rồi tính. Tại vì đang bị cả ho sổ mũi nóng sốt, không nên chích, là tại vì ít ra chờ 2 tuần sau mới chích được nha bà. Rồi 2 tuần sau có thể đi chích được hả bà? Khi nào hết bệnh này, khi nào hết khỏe rồi mới hết, mới đi mới hết hẳn khỏe đi ha. Chứ giờ người đang mệt lừa đừ mà chích thêm mũi vô nhiều nó vật là vật mệt thêm. Okay. Biết bao lâu mới chích được? Cái chính là con bà cảm thấy khỏe hay không à. Nhưng mà cảm thấy hết nóng sốt, không thấy mệt mỏi thì chích lúc đó hãy chích, chứ chích bây giờ nó còn mệt thêm nữa. Ok. Nhưng mà nó bị gì như vậy, có nguy hiểm không bác sĩ? Không, theo đối với tôi thì tới bây giờ không có gì nguy hiểm. Nếu như bà nói là không có bị đường ảnh hưởng đến khi đường thở hay bị khó thở hay bị gì thì tôi nghĩ is ok. Không có nguy hiểm hả bác sĩ? Ủa, tôi không dám nói nhiều, nếu mà chắc chắn con của bà thế nào cũng có bác sĩ gia đình chứ phải không ạ? Thì nên liên lạc bác sĩ đình xong nói chuyện trên phone, nó giải thích, tại vì có những cái câu hỏi mình bác sĩ bệnh nhân mình hỏi nó kỹ hơn, nó rõ hơn, chứ ngồi đây mà nói vài câu xong mình định bệnh tôi không dám đâu nhá. Cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn, hẹn tái ngộ quý vị vào thứ hai tuần tới. Nếu mà quý vị muốn thì quý vị có thể tiếp tục email chúng tôi qua ytelstv@gmail.com, chúng tôi sẽ lần lượt trả lời quý vị nha. Cảm ơn bác sĩ Phúc. Kính chào bác sĩ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.